Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, sau 2 năm ảnh hưởng từ dịch bệnh, năm 2022 trên bước đường phục hồi, huyện Long Phú phải đối mặt với không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của huyện trong năm qua thực sự khởi sắc mạnh mẽ, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Long Phú tiếp tục phát huy tốt truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19. Với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cấp ủy chính quyền cùng với sự nỗ lực của nhân dân, huyện Long Phú đã thực hiện đạt những thành tựu đáng tự hào. 17 trên 17 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt theo nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Từ kết quả này, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân thêm phát triển, diện mạo của huyện nhà thêm đổi mới, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Cùng với sự quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, sự tập trung quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, các địa phương. Qua đó, tổ chức sơ kết đánh giá hàng tháng và từng quý nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn về vướng mắc. Trên tình hình đó thì cùng với sự đoàn kết nỗ lực vượt khó của toàn đảng, toàn quân và nhân dân huyện nhà, tình hình kinh tế xã hội của huyện Long Phú trong năm 2022 đã thực hiện đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu đạt khả quan và đạt sớm so với yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2022, tổng diện tích xuống giống và thu hoạch của 3 vụ lúa của huyện Long Phú là 34.089,93 ha, vượt 6,53% kế hoạch. Năng suất bình quân ước 6,06 tấn trên ha, tăng 0,03 tấn trên ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng ước đạt 206.663 tấn, vượt 13,8% chỉ tiêu nghị quyết. Diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày, tổng đàn chăn nuôi gia súc gia cầm đều vượt so với kế hoạch. Về thủy sản, diện tích thả giống đạt 113,97% kế hoạch, tăng 22,85 ha so với cùng kỳ. Trong năm phát triển được 2 hợp tác xã nông nghiệp, 4 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn huyện lên 24 hợp tác xã, 52 tổ hợp tác nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm và giảm nghèo cho dân cư nông thôn. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong 16 sản phẩm của huyện có một sản phẩm đạt 4 sao là bưởi da xanh Trường Phát và 15 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm được cập nhật lên sàn thương mại điện tử của tỉnh. Đời sống của thành viên hợp tác xã tăng lên quả gạch. Con cái cũng học tới nơi tới chốn. Rồi thành viên trong hợp tác xã cũng trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và được tham quan kỹ thuật, học hỏi kinh nghiệm rất nhiều. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025, gắn với phong trào thi đua, Long Phú chung sức xây dựng nông thôn mới, tổ chức chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức hội thi tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu ở cấp xã và cấp huyện. Huyện đã huy động gần 151 tỷ đồng để triển khai chương trình, trong đó vốn chương trình chiếm 12,33%, vốn lồng ghép chiếm 83,13%, dần đóng góp chiếm 4,54%. Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Trường Khánh, Tân Thạnh, Long Đức, Sông Phụng và Phú Hữu, 4 xã đạt 17 tiêu chí, xã Long Phú, Châu Khánh, Hậu Thạnh và xã Tân Thạnh đạt 100% kế hoạch. Đây là công trình trên vận động mình thấy có ý nghĩa, xây dựng nông thôn mới có quyền lợi cho người dân, lộ đan, đường xá, rồi xe cộ, rồi trái cây rồi mua bán cũng được giá, xe cộ nó vô tới vườn mình trái cây đó mình bán cũng được giá, thì người dân hết sức là hân hoan. Đối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 811 tỷ đồng, tăng 12,47% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội là 8.590 tỷ đồng, tăng 25,13% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 161,24% kế hoạch tỉnh giao, tăng 50,65% so với cùng kỳ năm trước. Về xây dựng cơ bản, tổng mức vốn đầu tư là 229.741 triệu đồng. Huyện đã bố trí thực hiện thanh toán cho 15 trên 15 dự án chuyển tiếp và triển khai thực hiện được 80 trên 80 dự án khởi công mới. Cả năm giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia
tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đều thực hiện đạt dược. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định. Cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 7,9%, giảm 3,27% so với cùng kỳ. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, Ban chỉ đạo chuyển đổi số các xã thị trấn đã thành lập 307 tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư với 3.144 thành viên tham gia, nhằm hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào cuộc sống, giúp người dân tiếp cận công nghệ số theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân. Phải nói là thông qua cái kênh này thì cũng góp phần tuyên truyền đưa các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến tận quần chúng nhân dân, thì cũng như là thông tin kịp thời về cái tất cả các lĩnh vực về cải cách hành chính, rồi thông tin về cái công nghệ số cũng như là cái kế hoạch của huyện ủy, ủy ban dân huyện đến tận hộ dân. Bên cạnh thực hiện dược và đạt các chỉ tiêu đề ra, kết quả đáng ghi nhận trong năm 2022 là công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu trên giao và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho đơn vị dẫn đầu. Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn ở các xã được thực hiện đúng theo kế hoạch. Tổ chức thành công công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cái chỉ tiêu của năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện đề ra các giải pháp chủ yếu như sau. Thứ nhất, tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới. Thứ hai, tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và môi trường. Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình phục hồi kinh tế xã hội, tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu quả chi ngân sách và sử dụng vốn đầu tư công. Thứ tư, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, quan tâm chất lượng giáo dục và đào tạo, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo. Khép lại một năm với kết quả ấn tượng, đây sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà tiếp tục tăng tốc thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 với 16 chỉ tiêu đề ra, hướng đến mục tiêu xây dựng quê hương Long Phú ngày càng văn minh, phát triển.